thêm một hành trình đi tìm đồng đội khép lại. Thêm một lần được đón các anh về với đất mẹ thân yêu. Lúc ra đi, lời mẹ từ sâu thẳm nhói tim buồn, con thấy mẹ anh. Mặc dù đã trải qua 23 mùa khô trên đất bạn Campuchia, nhưng thời tiết khắc nghiệt cùng với địa hình phức tạp vẫn luôn là những thử thách lớn đối với đội K73 Long An trong mỗi chuyến công tác. Đây là một điểm cao trên một quả đồi tại xã Tân Cách, huyện Salakrao, tỉnh Pailin. Sau khi được các thành viên đội hợp tác tỉnh Pailin cung cấp vị trí có thể có hài cốt quân tình nguyện Việt Nam, thì công tác là phá bom mìn được lực lượng công binh bắt đầu triển khai. Công tác ghi chú lại địa điểm khu vực tìm kiếm được thực hiện cẩn thận, bởi đây là những thông tin quan trọng trong việc bổ sung bản đồ mộ khí của đội K73 trong suốt quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt. Với cái địa hình này thì mình cũng nhận định thì có khả năng là bộ đội mình sẽ đóng ở đây. Cơ sở mình xác định là ví dụ như là tăng, rồi dài, dép. Mà hiện nay còn một cái nghĩa trang của sư đoàn 330 mà nó nằm ở trên địa bàn này, nhưng mà vẫn chưa tìm ra. Từ nhiều nguồn thông tin của thân nhân liệt sĩ người ta cung cấp cho mình, thì mình biết là trên địa bàn này là có nghĩa trang. Chứ còn số lượng bao nhiêu thì mình... Từng thông tin là vô cùng quý giá. Khó khăn vất vả là có độ sâu khoảng 2 mét, được cán bộ và chiến sĩ đội K73 đào liên tục trong nhiều ngày để tìm kiếm. Tưởng chừng như vô vọng, nhưng khi đến gần trưa, một mảnh tăng màu xanh bất ngờ xuất hiện. Là những cái thời tiết của buổi tối rất là giá rét. Thế nhưng mà đối với lại không vì những cái khó khăn đó mà chúng tôi đã chùn bước, cán bộ chiến sĩ chúng tôi là đã đoàn kết và cố gắng tìm được để vượt qua mọi cái địa hình, để cố gắng đi tìm các chú các bác để là đưa về quê hương. Thì cũng sự mong mỏi đó thì cũng được đền đáp trong cái quá trình hơn một tuần, thì đến nay chúng tôi đã tìm được là hai bộ hài cốt, mặc dù là không biết tên về địa chỉ, nhưng đó là cũng là một cái niềm khấn khởi, động viên, khích lệ cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi là tiếp tục để là hành trình tiếp theo để tìm các chú bác được nhiều hơn để chúng tôi đưa các chú về. Trân trọng những tình cảm và tấm lòng của bộ đội Việt Nam khi giúp dân tộc chúng tôi giải phóng đất nước,
Tôi từng tham gia học tập tại Việt Nam nên ít nhiều cũng hiểu được tấm lòng của các bạn. Mỗi năm khi được hỗ trợ tham gia tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam như là trách nhiệm và niềm vinh hạnh của bản thân tôi. Còn trong chuyến tìm kiếm hài cốt này, chúng tôi được ông Úc Chan và Thiếu tướng Chun Vi Chất, đội trưởng đội hợp tác tỉnh Pai Lin, dẫn lên một ngọn đồi tại xã Tương Trang, huyện Salakrao, tỉnh Pai Lin. Dù liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nhưng cả đội vui mừng vì đã tìm được cơ sở quan trọng để thực hiện giám định ADN. Điều này giúp cho việc tìm kiếm thân nhân liệt sĩ được thuận lợi hơn. Trước đây khi làm rẫy trên ngọn đồi này, tôi đã phát hiện hài cốt. Nghi ngờ đây là hài cốt của bộ đội Việt Nam, nên tôi đã trình báo thông tin cho chính quyền tại đây. Nếu đây thật sự là hài cốt của bộ đội Việt Nam thì tôi rất mừng vì các bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều trong thời kỳ chiến tranh. Tìm được hài cốt của bộ đội Việt Nam cũng như một cách chúng tôi tri ân những người bạn đã hy sinh vì dân tộc mình. Và những ai đã trực tiếp chứng kiến những giây phút thiêng liêng như thế này mới cảm nhận được tình cảm trân quý của cán bộ chiến sĩ đội K-73 mỗi khi tìm được hài cốt các liệt sĩ. Còn đây là địa bàn tỉnh Svay Riêng. Cán bộ chiến sĩ đội K-73 đã cùng với những cựu chiến binh từ thủ đô Hà Nội và đội hợp tác tỉnh Svay Riêng đi tìm kiếm những nơi chôn cất của bộ đội Việt Nam hy sinh. Dù địa hình thay đổi, nhưng cán bộ chiến sĩ đội K-73 đã được tiếp thêm niềm tin từ các bác, các chú trong hành trình hôm nay. Sau gần 20 ngày lặn lội trong các cánh rừng của Svay Riêng, các chiến sĩ cùng các cựu chiến binh đã tìm kiếm được một hài cốt liệt sĩ. Trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đội K-73, kết thúc giai đoạn 23 và mùa khô 2023-2024, đội K-73 đã quy tập được 130 bộ hài cốt liệt sĩ. Qua 23 giai đoạn, đã có 2.503 hài cốt liệt sĩ, 6 mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt liệt sĩ đã được đội K-73 đưa về.
dâng hương những linh hồn bất tử, như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Về đây các anh ơi, xin hãy về đây, nằm nghe biển ru, nằm nghe sông hát.